Mới đây, trên mạng xã hội, một người đã chia sẻ về việc Trấn Thành tỏ thái độ chỉnh chọe khi người này đề nghị được chụp ảnh với nam nghệ sĩ. Người này viết: "Hôm qua em có đi làm khán giả trong một chương trình mà sát bên là vợ chồng anh chị nhà mình. Lần đầu được nghỉ giải lao, em ra ngoài và may mắn được anh nhà mình lướt ngang. Tại lúc đó đứa bạn đi kế bên em déo tên anh Thành nên chắc anh ấy nghĩ tụi em là fan tính xin chụp hình. Thế là ảnh đi lướt qua tụi em với cái kiểu cố tỏ ra ngầu ngầu né tránh khiến em nhìn rất dị ứng. Rồi lần thứ hai giải lao thì em gặp cả hai vợ chồng lúc ra về luôn. Bạn em nó xin chụp hình thì anh nhà mình đã tỏ thái độ như kiểu: "Trời ơi, đi về mà cũng không yên nữa." Và đã chụp một tấm hình không hề dựng chân chút nào. Anh còn không thèm nở nụ cười nào luôn ạ. Chia sẻ này ngay lập tức dấy lên nhiều tranh cãi. Người bênh vực Trấn Thành thì cho rằng anh mệt sau khi ghi hình nên vậy. Người đồng tình với chủ bài đăng thì cho rằng Trấn Thành trước đó cũng từng nhiều lần bị tố chỉnh chọe với fan và phớt lờ những lời đề nghị chụp ảnh.